Xin chào các bạn, hôm nay mình xin phép được giới thiệu với các bạn mẫu tai nghe không dây hoàn toàn True Wireless của Atrotech, một thương hiệu tai nghe đến từ Hồng Kông. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái logo của Atrotech, hình ảnh chiếc tai nghe và chiếc hộp đựng rất là nhỏ gọn và đẹp ở đây. Chiếc tai nghe được sử dụng cái driver dynamic với khả năng tăng cường âm bass và âm chép. Cái hộp được có sạc không dây và chiếc tai nghe được thiết kế để giúp cho đeo thoải mái và có khả năng chống ồn tốt. Chiếc hộp thì có khả năng sạc luôn kiêm sạc dự phòng đối cho chiếc tai nghe và có khả năng chống nước. Sản phẩm được thiết kế tại Atrotech Hồng Kông và sản xuất tại Trung Quốc. Rồi, chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc tai nghe này luôn. Đây là chiếc tai nghe, chiếc hộp đựng và ba bộ tip. Tiếp đến là trong cái hộp đựng này thì ta còn có sách hướng dẫn sử dụng này. Trong này, trong hộp này thì chúng ta còn có một cái cổng cáp nữa. Đây, chúng ta có thể thấy cáp này là cáp USB-C, cắm rất là dễ và hiện đại. Đây là cái kết, và đây là hai chiếc tai nghe. Mình lấy ra vào này luôn. Trước khi mà quay lại chiếc tai nghe thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái hộp đựng của nó. Cái hộp đựng của Atrotech được làm rất là nhỏ gọn, các bạn có thể thấy nó rất bé, nó chỉ bằng cái hộp, nhỏ hơn cả cái hộp diêm này. Được sạc qua cầu cổng USB-C. Phía trước này thì chúng ta có thể thấy bốn cái lỗ nhỏ là bốn cái đèn led. Khi chúng ta sạc thì nó sẽ báo đèn ở đây. Khi đầy thì bốn cái đèn led nó sẽ đầy xanh lên. Nếu mà pin hết thì nó sẽ giảm dần thôi. Cái hộp này có thể sạc không dây, chúng ta đặt lên cái góc sạc là nó có thể sạc cho chiếc hộp này. Đây, mình sẽ mở nó ra. Đó. Khi mở ra thì nó như này. Đây, chúng ta đẩy lại. Chúng ta mở ra. Đây, mình sẽ bỏ chiếc tai nghe vào. Khi tai nghe để vào trong hộp thì nó sẽ tự động tắt và cái đèn báo lên. Các bạn có thể thấy cái đèn này. Đây, đang 4 vạch, pin đang đầy. Đó. Chiếc hộp sạc này là kiêm sạc dự phòng luôn. Đây, chiếc tai nghe đang sạc đây. Nó rất là nhỏ gọn. Khi chúng ta lấy ra thì chiếc tai nghe sẽ tự động bật lên và tự động kết nối vào tai nghe và điện thoại của chúng ta. Khi cho vào thì nó sẽ tự động tắt nguồn đi và tự động sạc. Khi đầy thì nó sẽ tự ngắt. Đó. Chiếc hộp rất là đẹp. Mình rất thích chiếc hộp này. Đây, bây giờ chúng ta quay lại với chiếc tai nghe. Đây, các bạn có thể thấy đây là chiếc tai nghe với mã hiệu bên trái và bên phải được ghi ở trên này. Phần này là nhiều chấu để dùng để sạc cho chiếc tai nghe. Chiếc tai nghe được thiết kế dạng hình quả chám với cái phần phím bấm ở đây. Đây là hai phím bấm. Chúng ta có thể thực hiện các tính năng như là dừng chạy nhạc, nhận cuộc gọi và chuyển bài. Nó không có tăng giảm âm lượng cái phần microphone ở đây. Nó sẽ bắt tiếng chúng ta nói qua cái phần microphone này để chúng ta có thể nghe gọi. Đây, mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Phần ống dẫn âm nó nhỏ và nó được lắp bát cao như này. Cái thiết kế này mình đánh giá rất là cao. Khi đeo vào thì nó cho cảm giác rất là thoải mái. Và cái phím bấm này mềm, bấm rất là dễ. To cũng rất là dễ bấm và dễ điều khiển. Chiếc tai nghe rất là nhỏ, đeo vào cực kỳ thoải mái và khả
phản ứng cách âm của chú tinh này khá là tốt. Để kết nối với điện thoại thì chúng ta chỉ cần lấy chiếc tai nghe ra, dò trên điện thoại, sau đấy thì kết nối vào. Chiếc tai nghe này bên phải là bên chính và bên trái là bên phụ. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể cất bên trái đi để sử dụng bên phải. Đây, rất là nhỏ gọn và rất là nhẹ. Đây có 500 nó hút này. Không thể rơi đâu.